Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi chợ của mùa lễ Halloween. Chợ này là cái chợ ở trong một cái vườn rẫy rất là lớn. Người ta bán rất là nhiều trái cây, rau, củ quả. Đó, đóng bí đầu tiên mình quay cho các bạn xem nè. Ha, trái mình không biết bao nhiêu nữa, từ 5 đô la cho đến 9 đô la một trái các bạn. Đó, tha hồ mà mua ha. Đây nè, bí này người ta để dọc trên một cái thanh gỗ ở trên một bức tường nè. Đó, ở dưới đất cũng có nữa nè ha. Hôm nay cái giọng của mình cũng chưa có được đỡ hơn nữa, tôi kệ đi. Mình đi mình thấy mình quay cho các bạn xem, nói hơi tệ tệ tí nhưng mà vẫn nghe được ok ha. Đó, trái nào trái nấy bự quá chừng. Mê chưa, nhìn cái bí này chắc cũng phải là 6-7 kg đó các bạn. Bự lắm, mình khiêng có nổi đâu. Wow, khiêng không nổi thiệt đó, nặng quá à. Đó, có trái lớn trái nhỏ. Đó, có trái đậm trái nhạt, không có trái nào đều nhau hết, một mớ bí luôn. Ở dưới này là sỏi cát nè. Đó. Đó, hai đống bí đầu tiên mình quay cho các bạn xem rồi ha. Đó, bí này thì cũng từ 5 đô la cho đến 9 đô la một trái, tùy theo. Trái nhỏ thì 5 đô, trái dừa dừa thì 7 đô, còn trái lớn nhất á, thì 9 đô nè, người ta để nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, dưới 200 ngàn một trái ha. Mua về làm chi các bạn, đâu có ăn đâu, mua về chơi không à. Đó, chơi hết mùa lễ là người ta dục nhiều chỗ, người ta chở cái bí này ra cho cái bãi giống như bãi biển vậy, cho cái con cái sông cái biển vậy, cho con hippo nó ăn đó các bạn. Hippo con nó ăn mấy cái bí này nè. Đó, mấy con dê con bò con ngựa nó cũng ăn bí này, nhìn đã ha. Đó rồi, mấy đứa nhỏ đi đâu hết rồi, còn nhiều lắm, để mình lên mình quay mấy đứa nhỏ thử nó thích trái nào. Người nào cũng đi mua bí, chưa gì mà tính tiền rồi. Ăn kem hả? Rửa tay sạch chưa? Em có ăn đâu, em bị đau cổ mà. Anh ăn đi. Đợi tí ba mở cho con. Có rau nữa hả? Ở trong này có bán rau nè, trái cây nè, bán đủ hết các bạn ơi. Mình quay cho các bạn xem ha. Wow, bí nè. Ta cắt nguyên một cái chỗ này là cái gốc cây nè, cây cổ thụ người ta làm nhà xong. Còn nguyên gốc cây ở đây nè các bạn, hay là gốc cây nhân tạo gì? Anh, gốc anh. Cái này thiệt ha anh. Giống như gốc cây ở đây nó làm nhà, nó cưa ra đấy. Phải không? Thì nó không dẹp, nó để làm cái bàn luôn. Các bạn thấy ngộ, gốc cây không có dẹp, để vậy làm cái bàn luôn nè. Nhìn đẹp ha. Đó, làm cái bàn để bỏ bí luôn nè. Người ta làm được thì người ta làm được thôi, dễ thương ha. Anh đeo giùm vỏ em, anh mới nặng quá. À, đứa con gái mình đứng tò mò cái bàn này làm sao mà những cái cây cổ thụ đó các bạn. Đó, người ta cưa ra. Bắp đủ thứ màu ấy. À, vị thích không? Mua trái về trồng. Này, trong này bán đủ tất cả các loại rau ha. Rau cải xoăn nè. Rồi rau bồ công anh nè. Rau cần nè. Đó, rau ở đây là tươi tuyệt vời luôn á, mới hái. Mới hái ở ngoài farm vô đó, rất là ngon ha. Từ 1 đô mấy cho đến 2 đô một thao cà rốt này, cà rốt đen. Wow, đen đỏ nè, củ cải đây, cải đỏ, củ cải đen, quá ngon nha. Không biết mình quay như vậy rồi mình mua cái loại rau gì về để ăn đây. Wow, tất cả những loại rau, bán rau của người Mỹ thôi các bạn.
Đó, mình quay một lượt cho các bạn xem. Đó, hai đô mấy một bó nè, hai đô mấy một bó xà lách, bó bự nghe bộ. Đó, hai đô rưỡi một bó, chạy chạy 50.000 ha, 50.000 một bó rau cũng mắc ha. Rồi ở đây cũng vậy, ở đây cũng 2.50 đô một bó nè, bó rau cải tím nè, bán đầy đủ hết, tất cả rau thơm nè, đưa cho ba rau thơm nè các bạn. Đó, rau thơm của Mỹ đó, đủ mùi đủ vị. Đây, rất là nhiều loại khác nhau. Wow, cà rốt người ta trồng nè, thấy mê chưa? Cà rốt này mua về ăn sống hết sảy ha. Ừ, 1 đô 99 sen một hào, bán mắc hơn ngoài chợ các bạn. Ngoài chợ mua bịch cà rốt ở cái này có 3 đô một bịch bự luôn á. Đó, củ cà rốt này đủ hình đủ dạng ha, đã chưa? Hôm nay đi nhiều chỗ, quay nhiều chỗ nhưng mà tiếc cái giọng của mình không được rõ ấy. Nhưng mà các bạn nghe đỡ nha. Khi từ từ thêm ngày thì cái bệnh của khan tiếng nó càng bớt lại ha. Đây này nữa, cà rốt gì thế mê quá chừng, củ nào cũng lấy nhìn chắc nụi ha. Này, này 3 củ luôn. Các củ cà rốt nào thiệt lạ không? Wow, rau củ thì đã quá nè, tất cả những cái loại rau củ tươi nha. Đó, người ta trồng rẫy, người ta đưa qua cái này là đó, cải bó xôi nè, mà loại nhỏ baby nhỏ nè, ngon nha. Loại này cải gì mình không biết ha, cái này cái gì ha? Quay về mình bấm lên mạng coi cái này là gì. Đó, 7 đô la nửa ký các bạn. Ừ, cái này gì ngộ quá ha. Wow, các bạn ơi, nhìn nhìn trái bí nè, giờ làm sao ta? Nhẹ 15. À, chà, 15 đô la một trái khi không nổi cái đầu mua. Cái này chắc nổi ha. Không nổi luôn, chồng cái bé này nó dài. Cái này nổi. Cái này nổi không các bạn ơi. Bây giờ em nổi nè. À, nặng quá Kevin, không biết bao nhiêu pháo à, nặng quá các bạn ơi, chế bí quá dài luôn, khiêng lên cái là hết, bị khan tiếng liền các bạn, nặng. Kevin kia, Kevin đỡ ôm. Kevin quay qua ba nè, đây Kevin ôm, nặng quá. Đưa cho ba, rồi khiêng thử chế bí rồi các bạn, quá nặng luôn. Cả những loại bầu hồ lô ở đây người ta cũng để trang trí và chơi cho ngày lễ Halloween đó các bạn. Một loại bí màu cam nè ha, bí cam cam đỏ đỏ này quá đẹp luôn đó. Nhưng cái này thì bán phao nửa ký 1 đô la, nửa ký khoảng 20.000 tiền Việt Nam. Hai đây nè, những cái bí này. Anh đừng có để con cầm cái cuộn, cái cuộn đau lắm, không cầm cuộn. What's on your one? You only get one. Lấy một trái thôi. Rồi. Những cái bí này nhìn đã chưa? Cái cuốn bí không mà thấy còn bự bằng cái cổ chân mình đó các bạn.
bự quá chừng. Vậy là vừa rồi đó, chưa có bự lắm, trái này bự hơn tí nè. Đã à. Trồng cây trồng cối ở nhà xong rồi đi lông vòng, được nghỉ rồi đi đi chơi, chở mấy đứa nhỏ đi nè, tha hồ lựa bí. Đây đây đủ thứ màu nè, này bí kiểu nè các bạn. Đó. Kiểu giống như ngô sao này, một kiểu đầu tiên nè các bạn, đẹp ha. Má giống như ngô sao này coi rồi. Giống ngô sao không? Dạ con coi này giống như ngô sao này. Thích lấy không? Bí kiểu này thì mắc tiền hơn hay sao? Từ 6 đô, 5 đô cho đến 9 đô một trái nè các bạn. Có mắc không? Ừ. Thì 5 đô một trái. Má có giống như con vịt. Ừ. Vịt cổ của vịt này. Chị bí ngộ hết sức chưa? Đó. Đây nữa. Má giống như peacock kìa. Mới nhìn cái giống trái ổ qua ha. Má giống vịt. Giống vịt hả? Coi đây. Ừ. Giống vịt. Giống con gì? Vịt, coi đây cái mỏ. Ờ, giống quá. Giống vịt. Con gì vậy? Đó, đủ hết trơn á. Đây, có chọn cái nhau không? Vịt á. Con muốn vịt hả? Con bỏ cái mắt chơi sao ghét với cái sơn nguyên cái biết nó. Lá mới chọn con vịt. Ừ. Hai đô la một trái, bên này 2 đô một trái này. Bên này bí nhỏ rẻ hơn nè Vi. Bên này nhỏ có 2 đô trái. Rồi xong chưa? Mua được chưa? Đủ loại ha. Này 69 khoảng hơn nửa đô la. Khoảng hơn 10.000 đồng tiền Việt Nam nửa ký đó các bạn. Khoảng 20.000 không 25.000 tiền Việt Nam một ký ha. Đó, bên này bí nhỏ nè. Bên này Vi, bí này đẹp nè, có đô la trái nè. Có đồng trái. Có quân. Nhỏ. Nguyên khu vực toàn bí không em? Cái đẹp không? Đủ màu đủ sắc. Hả, mấy đứa nhỏ lại đổi bí khác. Hả, Kevin, mẹ nói mấy lần rồi Kevin bỏ nhẹ thôi, con bỏ nhẹ xuống, con cầm, bỏ nhẹ vô, nhẹ nhẹ thôi. Hả, lấy thêm trái nữa đi. Ồ, con lấy trái nhỏ tí vậy. Rồi mấy cái bí đâu hết trơn rồi, mấy đứa nhỏ lấy đã rồi bây giờ đi đổi lại bí khác các bạn. Đó. Đổi ý. Mỗi đứa lấy một trái hả? Quá chừng luôn. Nè, bắp nè, người ta bẻ nguyên cả cây vậy bán các bạn. Có cả trái luôn. Đó, bán để làm chi về chân thôi. Bắp này chắc không ra hộp. Đó thì cũng ra hộp đàng hoàng nè các bạn. Đã. Đó, ra hột ngon lành vậy mà bẻ ngang cái cây như vậy bán. Đó, lễ hội vậy đó các bạn, phải chân cờ bắp rồi chân bí. 50 sen, khoảng 10.000 đồng tiền Việt Nam, khoảng 11.000 đồng tiền Việt Nam một cây bắp các bạn. Rồi bán về chân thôi, không có ăn uống gì hết trơn á. Ừ, cái gì? Ồ, nhiều loại bí đẹp quá, người ta bỏ hết vô trong một cái bịch này các bạn. Thích mua loại nào đó thì mình mua. Giống con gì quá, bí nhỏ này các bạn. Ta lựa bí lớn bán riêng, bí nhỏ bán riêng, bí nhỏ thì rẻ hơn. Bí lớn thì trồng chắc tốn nhiều phân nhiều nước hơn. À, bí nhỏ có 1 đô la một trái thôi. Đã ha. Đủ màu, đủ sắc. Đó, người ta trưng bày Halloween giống vậy đó các bạn.
bắp hai bên rồi bí như vậy thì người ta về người ta sẽ khắc cái hình mặt này mặt kia, mặt quỷ rồi mặt đủ thứ mặt á, đáng sợ lắm, để cho ngày lễ ma quỷ mà. Đó, ở ngoài này người ta cũng bày nữa nè. Wow. Wow, quá chừng luôn á, ở ngoài quá chừng nè. Đó, xung quanh nè, ở ngoài dưới gốc cây người ta cũng để nữa nè. Quá chừng bí nè, chỗ kia bí nữa kìa. Đây nè, trái bí lạ nè, mấy trái bí dịp dẹp nè, lạ quá ha. Đó, bí gì mà nó méo, méo nó không có đều nè các bạn. Đủ màu, đủ sắc hết. Con muốn lấy pumpkin bự không? Bự quá à. Pumpkin thì này từ 20 đô la cho đến 25 đô la một trái pumpkin nha các bạn. Trái này rất là bự. Bự lắm á. Nè, bự như một tảng đá vậy các bạn. Thấy chưa? Khôn hả? À? Đi. Nè, hoa người ta trồng này, dọc dọc này. Đó, mùa thu mà hoa đẹp quá chừng ha. Quá chừng đẹp. Chỗ kia cái mà hoa đẹp chưa? Hoa đủ thứ màu, hoa hồng. Hoa gì đẹp chưa nè. Wow. Nhìn hoa thấy thương chưa? Đủ màu, đủ sắc hết trơn. Trồng quá đẹp luôn ha. À, ước gì mình cũng có đất nhiều, mình trồng nguyên một vạt hoa như vậy, nhìn thiệt là đẹp. Rồi đi con. À, cái chỗ này là chỗ bán nè. Chỗ này thì vừa có mấy con động vật để cho mấy đứa nhỏ xem đó. Rồi xem xong rồi rửa tay sạch sẽ rồi vô trong chợ này mua bí. Đó. Nhiều loại lắm. Bí gì đâu mà ba đâu đó, bí gì mà người ta trải dọc trải ngang. À, cái loại hoa này hoa gì ngộ quá ha, quá chừng luôn á. Ngồi trước ngồi sau gì cũng có. Pumpkin màu trắng nè, ba đâu nè, ba kìa, vô trong đi, vô với ba đi, chạy vô ba. Bí màu trắng nữa nè. Đó, trái nào trái nấy bự thì bự nè. Quá bự luôn ha, cái cuốn nè. Đã chưa? Trái này bự nhất nè. Về em đây. Tính tiền thì tính tiền. Có cái gì mua ăn không? Ở đây người ta cũng có bán trái cây nè các bạn. Trái cây nè, phe nè. Đó. Phe mấy pound? 2 đô một pound các bạn, cũng mắc ha. Ừ, bán mắc hơn ở chợ luôn á. Sao không biết nữa. Ừ. Trái này ngon chưa? Cái lè đó, lè nâu ngày hôm qua mình ăn nè. Cái vỏ nó dày lắm á. 2 đô la nửa ký, khoảng hơn 40 ngàn tiền Việt Nam nửa ký. 80 ngàn tiền Việt Nam một ký nha. Nè, người ta bán nè. Mứt dừa nè. Mứt dừa với chuối với kiwi. Bán đầy đủ ha. Táo sấy khô nữa nè. Ở nhà mình có cái máy sấy táo, bữa nào về sấy táo ăn bữa ha. Ở tính tiền xong rồi đó. Giờ bỏ vô bịch đem về thôi. Vô đây là đòi uống sữa nữa. Phải đi tí là mấy đứa nhỏ rồi đòi uống sữa rồi. Mua thử cho em cái ống honey này em uống thử có ngon không? Cái ống vậy? Mấy honey ở trong á, lấy đi. Mỗi đứa một cái. Đủ thứ mùi vị nè, đủ thứ màu nè. Orange nè. Nó phải hơi như vậy gì vậy? Nè, nó hút của cái hoa, hút hoa blackberry. Ở này nó hút hoa nho. Ở này nó hút hoa xoài. Ở này nó hút hoa dưa hấu. Đó. Các bạn thấy không?
hút mỗi loại hoa thì cái màu nó khác nhau. Cái này là hút hoa gì đây? Hoa này hoa gì? Nó hồng nhi mà. Nhưng mà nó kêu hồng nhi. Này hút hoa của cây thông. Ủa, ăn đúng ngon nữa. Lấy hoa của blackberry ngon nè, hay dưa hấu. Đó, nó hút tất cả các loại hoa. Thì con hông ông nó hút mật đó. Lấy cho mẹ một cái, lấy cho mẹ một cái. Cái nào cũng được, con lấy cái nào cũng được. Ớt ngon chưa? Wow, tất cả các loại ớt ở đây bán nè các bạn. Cho mình mua mỗi thứ trái vậy ăn thử ha. Wow, nhìn ngon quá. Đó, ớt nè. Tươi rói luôn. Từ rẫy đưa vô đây. Bán liền. Cắt vô là bán liền, không có đưa đi đâu xa hết. Ớt tím nè. Đó, ớt gì mà quá vậy là ớt nè, ớt nè. Đủ màu đủ sắc nha. Thôi. Đó, ớt tím nè, màu đủ là ớt ha. Đó. Đã chưa? Đó, ớt thì khoảng gần 4 đô la một hộp thao đó các bạn, 4 đô la nửa ký cái ớt này. Đó. Rồi những cái loại ớt khác thì 3 đô la. Đó, 2.99 là 3 đô la khoảng hơn 60.000 tiền Việt Nam ha. Đủ màu, đủ vị. Cái táo nhỏ tí này. Táo này nói vậy chứ ăn ngon lắm. Bán 1 đô rưỡi nửa ký. Khoảng 30.000 tiền Việt Nam nửa ký đó các bạn. Ớt này, màu này, hồng thiệt là hồng nha. Đủ thế màu hết. Nó màu vàng, màu xanh, màu hồng, rồi màu nâu nè, màu nâu nè, rồi màu tím cũng có nữa, màu đỏ nữa, rồi ớt màu đen nữa nè, đủ màu đủ sắc hết. Cà chua nè, thù lù nè, tomato nè, hả, bán 4 đô nửa ký nè, nè trái thù lù nè các bạn, người ta đã lột vỏ ra rồi đó, các bạn thấy không? Trái nó bự hơn trái cà chua nữa. Đó, nằm trong lòng bàn tay mình nè. Không khác gì trái cà chua hết trơn á. Thấy không? Ta để nè. Thêm tomato. Đâu có phải là giống trái thù lù bên Việt Nam đâu. Không giống. Nó bự lắm. Y trái cà chua vậy. Còn loại này là hơi giống nè. Nó nhỏ hơn chút xíu nè. Thấy không? Loại này loại thù lù màu tím. Nó nhỏ nhưng mà vẫn bự hơn bên Việt Nam ha. Thì loại nhỏ thì 1 đô mấy đó, 2 đô 1 pound một ký. Wow, đã chưa? Đủ màu cà chua ấy. Đủ màu đủ sắc cà chua đã chưa các bạn? Ngon quá, ở nhà mình cũng có cà chua. Bên này nè. Mê ha. 3 đô 1 pound á, khoảng 60.000 tiền Việt Nam một nửa ký nha các bạn. Ngon quá, trái nào trái nấy thiệt là đã nè. Ta trồng trong vườn, ta đem ra đây bán nào. Bữa nào ước gì mình cũng có cái rẫy xong rồi mình hái ở đây cái mình bán luôn nha. Đã thiệt á. Rồi, tất cả những loại cà tím nè. Cà tím tím nè, cà tím tím đậm nè. Cà tím trắng nè. Đẹp quá. Rồi, giống cà pháo màu vàng nè. Nhìn ngon ha. Đã thiệt đó. Đó, Khan Tiến mà đi chỗ nào cũng muốn quay cho các bạn xem đủ tất cả những loại trái cây, rau quả. Mình thấy đẹp mắt là mình quay cho các bạn xem ha. Đó, nhưng mà rất tiếc là cái giọng nói không có được hay lắm. Từ nó bớt rồi mình nói nó trong hơn, bây giờ khàn quá chừng luôn. Quá chừng là cà tím đủ màu đủ sắc thiệt là đẹp ha. Cà tím này, tím trắng nhạt này. Cà này cà tím trắng này. Ăn chắc ngon lắm ạ. Đã quá chừng. Đây một loại dưa leo đó, còn tươi rói luôn, hái còn phấn luôn nè các bạn. Còn phấn luôn nè. Chùi là có phấn đàng hoàng đó. Wow, trái nào trái nấy cũng tươi, thiệt là tươi. Đã quá.
Rồi, mình đã quay hết chỗ này cho các bạn xem rồi đó. Nhiều thứ nữa mà mình chưa quay đó, cà rốt trắng, củ dền, bắp cải mini, rồi hành, hành tây nè đó, người ta nhổ nguyên có cái cọng người ta bán luôn ha đó. Quay sắp xong rồi mấy cha con ra xe, các bạn hối ở ngoài nó gọi phone cho mình, mình quay hết cho các bạn xem. Wow, cái bông cải này ba đô một pound ha, quá đã luôn. Bắp cải nhọn dễ thương như này, đủ kiểu hết, kiểu nào cũng có, này nhỏ nè, bắp cải tím nè. Thì vô trong này tuy người ta bán ít tất cả những loại rau thì người ta bán mỗi thứ một tí, nhưng mà phong phú ha, nhiều loại rau khác nhau quá chừng luôn. Rồi trái cây ha, cái phe màu hồng, phe hồng này, trái lê màu hồng này các bạn, ngộ hết sức ha. Nè, lê vàng, cái apple có hình trái tim này các bạn, dễ thương chưa, để mẹ xem. Gái mình cứ phát hiện ra trái tim nhẹ quá vậy đó, đủ loại đủ màu hết trơn. Nó bị vậy đó mà. Vi thích hả? Vi thích đi mua đi. Cái gì con muốn uống miêu hả? Nó lấy miêu cho nó uống nè. Ăn bánh mì không? Đó, ở đây là gia vị nè. Đủ loại gia vị ha. Đó. Gia vị nào cũng có hết á. Đây nữa nè, bên kia là mật ong rừng, mật ong thiệt, mật ong gì, đậu que nè. Đậu que bán mắc hơn ngoài chợ nữa các bạn. Ngoài chợ bán có 1 đô mấy 2 đô, đây bán 3 đô một nửa ký. Thì khoảng 60.000 tiền Việt Nam nửa ký đó các bạn. Đậu cũng tươi á, hái ngoài vườn vô bán liền mà các bạn. Ở đây nữa nè, đây một cái đậu gì đây, đậu gì bự quá, nấm nè, nấm tươi chưa đó, nấm thì 7 đô la nửa ký, 7 đô la là bao nhiêu tiền hả? Em đang đi tìm nè, trái plum nè, trái này mình hay ăn đó. Cái mật Mỹ này các bạn, bán trái nha. Đáng nhìn có vẻ ít quá ha. Ở đây nữa nè, đây cái mật Mỹ loại bự này, loại màu đỏ đó, loại bự. Dưa, kiwi ở đây còn có bán. Đây bán mỗi thứ một tí. Ở ngoài chợ người ta bán nhiều. Nho nữa nè, nho ngày hôm qua mình hái nguyên cả mũ ăn chưa hết nữa đó. Trên này người ta bày ra đủ kiểu bắp đỏ, bí trắng đó, hạt bí nữa, cung văn nó là lấy nguyên cái miếng này nè, mắc 25 đồng nữa. 25 miếng này nè các bạn, bán nguyên cái miếng mật ong này 25 đô, mắc ha. Sao không lấy cho mũ không? Thử lấy một hộp nhỏ này thôi. Ở nhà có hả? Cái này có hóa chất, cái này không có hóa chất hả? Cái này không có hóa chất hả? Ok. Đó, ông xã kia thử lấy hộp cho mình uống thử mình có hết ho không? Đây thử không? Em đâu uống nhiều. Em đâu có biết cái đó là cái gì? Ở nhà có mà. Ở nhà em mua ở Costco, ông organic đó. Xong rồi đó các bạn, đây là một loại giấm đó. Mình đi tìm cái hạt đồ khô mình mua thử, mấy cái hạt khô này, bắp nổ này, bắp nổ phô mai, bắp nổ đường, rồi đậu, thích ăn thì lấy. Ở đây bán mắc, một bịch 3 đô.
Hôm nay đi đã thiệt đó các bạn. Không biết ông xã giờ ông đi đâu à? Ông xã ông đi đâu mất rồi ta? Ông đây. Hôm nay đi thiệt là đã. Hôm nay không trang điểm nữa, bị các bạn la nữa cho coi. Có đánh thuốc son. Trời ơi, hoa này đẹp quá. Quá chừng là hoa luôn ha. Dễ thương chưa? Sao mình thích vô trong farm ở quá các bạn ơi. Lên xe đi về nha. Má đã có cắn giờ tới xe đi uống lên rồi. Ngon không? Đâu mặt ông của má đâu? Má nhớ mặt ông nhớ cái da mù à. Má hiểu má mặt ông đúng mua gì? Má phải cắn cho cái bể ra. Đưa cho mẹ. Ê, mua thử một ống mặt ông uống thử các bạn. Ừ, ta bỏ trong cái ống hút ha. Giờ mình cắn mình uống thử. Má nghe má ăn thứ nào vậy? Đó là ngon. Má nghe mùi gì á Vi? Blackberry. Má nghe bỏ nhát của Vi mới hơi nhiều rồi. Mâm xôi blackberry các bạn. Đó. Rất là ngon ha. Hay là con có ông nó hút hoa blackberry hay là nó bỏ mùi vô anh? Mình cũng chẳng hiểu nữa các bạn. Rất là ngon. Thôi bây giờ lên đường đi về. Đang đi về nè các bạn. Ngon không? Vô. Hey, tạm biệt chỗ này nha các bạn. Năm sau tới tiếp. Đó, tới quậy quá à, quay tùm lum hết đêm. Nhiều chợ ở Mỹ người ta cho quay, nhiều chợ người ta không cho mình quay đâu các bạn. Đó, tùy chợ thôi à. Rồi đi về thôi. Mấy đứa nhỏ thích thú rồi đó. Cứ đòi đi tới coi con công, con gà, con vịt rồi tới coi xong rồi mua. Đó, mua mấy cái bí đi về thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.